cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết tướng nên đối với tất cả đạo trước hết học khắp rồi dùng đạo Bồ Tát mà nhập bậc tránh tánh ly sanh của Bồ Tát bạch thế tôn đạo đệ bát khác đạo dự lưu quả khác đạo nhất lai hướng khác đạo nhất lai quả khác đạo bất hoàn hướng khác đạo bất hoàn quả khác đạo a la hán hướng khác đạo a la hán quả khác đạo độc giác khác đạo như lai khác Bạch Thế Tôn, các đạo như thế đã có sự sai khác. Các đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết tướng, nên đối với tất cả đạo cần phải học hết, rồi mới nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đại Bồ Tát ấy, nếu khi khởi đạo đệ bát, thì thành đệ bát. Nếu khi khởi đạo cụ kiến, thì thành quả dự lưu. Nếu khi khởi đạo tấn tu, thì thành nhất lai hướng, hoặc thành nhất lai quả hoặc thành bất hoàn hướng, hoặc thành bất hoàn quả, hoặc thành a la hán hướng, nếu khi khởi đạo vô học thì thành a la hán quả, nếu khi khởi đạo độc giác thì thành quả vị độc giác Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành đệ bát rồi mà có khả năng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, thì đó là điều không có. Chẳng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát mà có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì cũng là điều không có. Bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát thành dự lưu quả, hoặc thành nhất lai hướng, hoặc thành nhất lai quả, hoặc thành bất hoàn hướng, hoặc thành bất hoàn quả, hoặc thành A-la-hán hướng, hoặc thành A-la-hán quả, hoặc thành quả vị độc giác, rồi mà có khả năng nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì đó là điều không có. Chẳng nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát mà có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì đó cũng là điều không có bạch thế tôn làm sao khiến con biết rõ như thật các đại bồ tát đối với tất cả đạo cần phải học hết rồi mới nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát mà chẳng trái lý phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói nếu đại bồ tát thành đệ bát rồi mà có khả năng nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát thì đó là điều không có chẳng nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát mà có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí thì đó cũng là điều không có nếu đại bồ tát thành dự lưu quả hoặc thành nhất lai hướng hoặc thành nhất lai quả hoặc thành bất hoàn hướng hoặc thành bất hoàn quả hoặc thành A-la-hán hướng, hoặc thành A-la-hán quả, hoặc thành quả vị độc giác, rồi mà có khả năng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, thì đó là điều không có. Chẳng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, mà có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì đó cũng là điều không có nhưng các đại Bồ Tát đối với tất cả đạo cần phải học hết rồi mới nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát cũng chẳng trái lý. Đó là các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm rõng mãnh tránh cần tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa dùng chi kiến thủ thắng vượt qua tám bậc. Những gì là tám? đó là bậc tịnh quán, bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác. Đại Bồ Tát ấy tuy đối với tám bậc đã nói như thế, đều tu học hết, nhưng có thể dùng trí kiến thủ thắng vượt qua, dùng trí đạo tướng mà nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát.